Lại nữa, thiện hiện, người nghe Pháp muốn nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa, người nói Pháp ưa thích lười biếng, không muốn nói, hoặc người dưới trái nhau với người trên, hai bên không hòa hiệp, chẳng đạt được giảng thuyết và lãnh thọ, Bồ Tát nên biết đó là việc ma. Lại nữa, thiện hiện, người nghe Pháp có đủ khả năng nhớ hiểu, ưa nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa, người thuyết Pháp muốn đi đến phương khác, không nói cho người đó, hoặc người dưới trái nhau với người trên, hai bên không hòa hiệp, không đạt được việc giảng thuyết và lãnh thọ, Bồ Tát nên biết đó là việc ma. Lại nữa, thiện hiện, người thuyết Pháp ưa chuộng danh lợi, người nghe Pháp không muốn ban cho, hoặc người dưới trái nhau với người trên, hai bên không hòa hiệp, không đạt được việc giảng thuyết và lãnh thọ, Bồ Tát nên biết đó là việc ma. Lại nữa, thiện hiện, người nghe Pháp có tâm tin ưa, muốn nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa, người thuyết Pháp học tụng, không thông suốt, không thể thuyết, hoặc người thuyết Pháp đọc tụng thông suốt, ưa thuyết cho người, người nghe Pháp nghi không thông suốt, không muốn lắng nghe, lãnh thọ, hai bên không hòa hiệp, không đạt được việc thuyết và nghe, Bồ Tát nên biết đó là việc ma. Lại nữa, thiện hiện, người thuyết Pháp ưa thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa cho người, người nghe Pháp không muốn nghe và lãnh thọ, hoặc trái nhau với người trên, hai bên không hòa hợp, không đạt được thuyết và nghe, Bồ Tát nên biết đó là việc ma. Lại nữa, thiện hiện, người nghe Pháp ưa nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa, người nói Pháp thân thể quá mệt mỏi, bị buồn ngủ che lấp, không thể thuyết hoặc trái nhau với người trên, hai bên không hòa hợp, không đạt được việc thuyết và nghe, Bồ Tát nên biết đó là việc ma. Lại nữa, thiện hiện, nếu các Bồ Tát khi biên chép thọ trì, đọc tụng tu tập tư duy diễn thuyết kinh điển tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, hoặc có người đến nói các thứ việc khổ nơi ba nẻo ác, khuyên bỏ bồ đề, hoặc có người đến nói các thứ việc vui ở nẻo trời người, đều là vô thường, khổ, không vô ngã, khuyên vào niết bàn. Người kia do lời này, nên việc biên chép vân vân không được rốt ráo, trong lòng buồn khổ, Bồ Tát nên biết đó là việc ma. Lại nữa, thiện hiện, người thuyết Pháp ưa thống lãnh đồ chúng, thích lo tan việc của người, không lo việc mình. Người nghe Pháp một đời không hệ lụy, chuyên sửa việc mình, chẳng lo việc của người, hoặc trái nhau với người trên, hai bên không hòa hợp, không đạt được việc thuyết và nghe, Bồ Tát nên biết đó là việc ma. Lại nữa, thiện hiện, người thuyết Pháp ưa thích chỗ huyên náo tạp nhiễm, người nghe Pháp không ưa thích chỗ huyên náo tạp nhiễm, hoặc trái nhau với người trên, hai bên không hòa hợp, không đạt được việc thuyết và nghe, Bồ Tát nên biết đó là việc ma. Lại nữa, thiện hiện, người thuyết Pháp muốn đi đến phương khác, chỗ nguy hại thân mạng, người nghe Pháp sợ mất thân mạng không muốn cùng đi, hoặc trái nhau với người trên, hai bên không hòa hợp, không đạt được việc thuyết và nghe, Bồ Tát nên biết đó là việc ma. Lại nữa, thiện hiện, người thuyết Pháp muốn đi đến phương khác, nơi quốc độ có nhiều giặc cướp, bệnh tật, đói khát. Người nghe Pháp lo sợ khó khăn gian khổ kia, không chịu cùng đi, hoặc trái nhau với người trên, hai bên không hòa hợp, không đạt được việc nói và nghe, Bồ Tát nên biết đó là việc ma. Lại nữa, thiện hiện, người thuyết Pháp muốn đi đến phương khác, đi qua đường xá, đồng hoang hiểm trở, nhiều giặc cướp và những kẻ hàng thịt, ác thú, thợ săn, rắn độc, vân vân đáng sợ. Người nghe Pháp muốn đi theo người đó, người nói Pháp phương tiện thử, người này vì lẽ gì vô cớ theo ta muốn đi đến các chỗ hiểm nạn như thế, nên suy nghĩ kỹ, chớ để sau lo buồn hối hận. Người nghe Pháp nghe xong nghĩ, thầy này đúng là không muốn cho ta đi theo. Giả sử ta cố đi theo, chắc gì được nghe Pháp. Do nhân duyên này không đi theo vị thầy ấy, hai bên không hòa hợp, không đạt được việc thuyết và nghe, Bồ Tát nên biết đó là việc ma. Lại nữa, thiện hiện, người thuyết Pháp có nhiều thí chủ, thường theo tiễn đưa, đón rước nhau. Người nghe Pháp đến xin thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc xin biên chép thọ trì, đọc tụng, vân vân, đúng như lời dạy tu hành. Người kia vì nhiều duyên sự làm trở ngại nên không rảnh để chỉ dạy. Người nghe Pháp, sanh lòng giận hờn, sau tuy dạy cho nhưng không nghe nhận, hai bên không hòa hợp, không đạt được việc dạy trao nghe nhận, biên chép thọ trì, đọc tụng tu tập vân vân, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, Bồ Tát nên biết đó là việc ma. Lại nữa, thiện hiện, có các ác ma biến làm các thứ hình tướng đến chỗ Bồ Tát phương tiện phá hoại, làm cho kinh điển tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa không được biên chép thọ trì, đọc tụng, tu tập tư duy và giảng thuyết cho người. Thế nên này thiện hiện,
Thiện Nam Tử vân vân trụ Bồ Tát thừa khi biên chép thọ trì vân vân Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, có sự trở ngại, Bồ Tát nên biết đó đều là việc ma. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, do duyên gì ác ma biến làm các hình tướng đến chỗ Bồ Tát phương tiện phá hoại, làm cho kinh điển tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa không được biên chép cho đến giảng thuyết vân vân. Phật bảo thiện hiện, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa có thể sanh trí nhất thiết trí của Như Lai, trí nhất thiết trí sanh ra Phật giáo. Phật giáo có thể sanh ra diệu tuệ của hữu tình, diệu tuệ của hữu tình có thể chứng vô biên các sự dứt trừ phiền não. Phiền não dứt thì tất cả ác ma không làm gì được. Các ác ma kia không làm gì được nên sanh buồn khổ như bị tên găm vào tim. Chúng nghĩ, ta chớ để cho Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này làm chống khuyết cảnh giới của ta, cho nên ác ma biến làm các hình tướng đến chỗ Bồ Tát phương tiện phá hoại, làm cho kinh điển tương ưng Bát Nhã Ba La Mật Đa không được biên chép cho đến giảng thuyết. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, ác ma biến làm các hình tướng đến chỗ Bồ Tát phương tiện phá hoại như thế nào? Phật bảo thiện hiện, có các ác ma biến làm các hình tướng đến chỗ Bồ Tát phương tiện phá hoại, làm cho người đó nhàm chán hủy bỏ Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nghĩa là nói thế này, ông đã tụng tập kinh điển vô tướng, chẳng phải chân thật Bát Nhã Ba La Mật Đa. Ta đã tụng học kinh điển hữu tướng là chân thật Bát Nhã Ba La Mật Đa. Khi mà nói lời ấy, có các Bồ Tát chưa được thọ ký, liền sanh tâm nghi ngờ kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Do nghi ngờ nên sanh nhàm chán hủy báng kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa. Do nhàm chán hủy báng nên không biên chép cho đến diễn thuyết vân vân. Bồ Tát nên biết đó là việc ma. Lại nữa thiện hiện, có các ác ma biến làm các hình tướng đến chỗ Bồ Tát, thưa Bồ Tát, các chúng Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa chỉ chứng Niết Bàn, được quả Thanh Văn hoặc chứng đắc Độc Giác Bồ Đề, nhưng chắc chắn không thể chứng đắc Phật quả. Thì vì lý do gì luống bày những việc nhọc nhằn này, Bồ Tát nên biết đó là việc ma.